Vâng, chào các bạn. Mình tên là Mỹ Trương, đến từ South Philadelphia. Thì như thường lệ, mỗi lần tối thứ sáu đó, thì mình có cái chương trình làm đẹp. Thứ sáu thì mình là sẽ xài cái máy facial spa này. Nhưng mà tại vì tối hôm qua mình bận quá nên mình không có làm. Thì tối nay trước khi mình đi ngủ mình cũng không bỏ quên. Ha. Thì trước khi mình làm, mình muốn chia sẻ cho những anh chị nào mà chưa có biết về cái máy. Mình nói sơ sơ thôi ha. Cái máy giữ mặt này rất là tuyệt vời. Anh chị nào mà không rõ đó thì có thể inbox mình sau ha. Và mình sẽ tư vấn thêm. Cái này nó giữ mặt rất là sạch. Mình xài 2 ngày. Hai lần một ngày, sáng một lần, tối một lần, nó giúp là tuyệt vời luôn, làm cho cái da mặt mình rất là mịn và rất là sạch, và giúp thu nhỏ những cái lỗ chân lông của mình đó, là đại khái là vậy đi ha. Thì bây giờ mình nói về cái chiếc máy này, tại vì tối nay là mình chọn cái máy này, cái máy trước khi mình làm mình sẽ nói sơ qua. Chiếc máy này tuy nó nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó rất là tuyệt vời ha. Thì cái này mình cũng rất là mê luôn. Mình không cần phải mẫu thuật phẫu thuật gì hết mà vẫn giữ được cái sự trẻ trung của mình. Nó giảm được cái nếp nhăn này, nó giúp săn cái da mặt và nó giúp giảm nám được. Okay. Rồi, anh chị em nào có gì thắc mắc thì cứ inbox mình ha. Thì bây giờ mình bắt đầu. Thì trước khi mình làm, giờ này cũng tối rồi. Bây giờ mình cũng bận quá, lên tối. Thì mình sẽ xài cái Napa mist này, nước dưỡng hoa. Và mình có cái gel, conductor gel. Okay. Và sau đó thì mình có cái gel máng. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu ha. Bài chút xíu coi. Bây giờ mình cũng quên. Ok, thì bắt đầu mình sẽ xài cái gel. Xoay cái này coi còn. Mình tản cho cái gel nó đều hết. Máy này nó đi rất là tiện ha. Chỉ có là một dòng chỉ có 5 phút thôi, nhất là nhanh. Mình tản cho nó đều rồi bắt đầu mình mới chạy ha. Cái dòng thứ nhất đó là mình bấm số 4 ha. Mình để ý đây cho nó kêu cái beep một cái rồi bắt đầu mình mới đi. Chừng nào mà không nghe tiếng beep tức là cái máy nó không có bớt rồi thì anh chị em nhớ check lại. Mình muốn chỗ nào thì mình tập trung chỗ đó, chỗ nào cho nó thẳng thì mình tập trung cho nó nhiều một chút ha.
Giống như mình thì mình hay tập trung ở cái mí mắt. Mình cũng không cần đi nhanh đâu. Giờ anh chị nào muốn cái mặt mình, chị em nào muốn cái mặt mình thon gọn thì mình cứ đi xá ở dưới này lên. Nếu mà mình ở dưới cái dưới cằm chỗ này mà mình có nọng thì mình đi nó cũng hết. Nếu nào mà mình tập trung thì mình cứ giữ lại chút xíu cho nó lâu một tí ha. Chạy cái máy này thật sự là chạy riết mình cũng ghiền, thì giúp cái da mình làm cho cái gương mặt mình khác hẳn, trẻ trung nhiều hơn. Nếu mà mình chạy đều đặn tuần lấy 3 lần là bảo đảm sẽ khác rất là nhiều. Nào mình thấy hơi khô thì mình xịt cái nail fungus lên. Ừ. 5 phút hết rồi đấy, rất là nhanh. Ok, làm mình chạy dòng chữ thứ nhất xong rồi mình lao bỏ ha. Nếu mà mình cổ mình mà bị nhăn nhiều mình có thể chạy với dòng cổ nữa, chạy cái cổ.
Ok, thì bây giờ mình đi vòng thứ hai. Mình cũng chết cái treo lên bạn cho nó đều ra, bạn cho nó đều ra bắt đầu mình mới đi. Mình bật mí chút xíu ha, nếu mà mình uống nước, uống một ly nước trước khi mình chạy thì cái kết quả nó tuyệt vời hơn ha. Là một bí quyết. Ok, thì hồi nãy mình đi vòng thứ nhất là số 4, thì bây giờ mình đi số 3. Mình cứ đưa lên chỗ nào mình muốn tập trung nhiều thì mình cứ để ý chỗ đó. Chị nào có máy thì lấy ra làm chung cho vui ha. Còn nếu mà có thắc mắc gì thì cứ inbox mình sẽ tư vấn thêm. Bây giờ mình xài cái máy này cũng hơi lâu rồi, mình rất là mê. Mình không cần có phải giải phóng gì hết đó, nhưng mà mình vẫn giữ được cái nét trẻ chung cho mình. Thì là phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp ha, muốn trẻ trung. Thì đây cũng là một cái cách mình làm ở nhà, mình không cần tốn tiền nhiều đi nha thẩm mỹ viện hay là đi mấy cái tiệm làm facial đó. Cái này mình tự mình làm nhà rất là gọn, rất là dễ dàng, rất là tiện nghi. Chỉ cần bỏ trong vòng 30 phút ra là xong. Cứ ngày tuần lễ mà chạy 3 lần là tuyệt vời luôn. Mình cũng hay có cái nếp nhăn ở ngay chính giữa của cái gọi là gì đây, sống mũi nha. Thì mình tập trung vào đó, tập trung lên mình giúp để nó xem. Cái mắt mình hơi nhỏ thì mình cũng tập trung lâu chứ.
thấy mình chưa mãn nguyện để mình work on cho nó nhiều chút ha. Đó. Rồi, ngưng rồi. Nhanh chưa? Ba. Một dòng điện vậy chỉ có 3 5 phút thôi. Sau khi mình xả xuống thì mình bắt đầu bỏ cái mát lên. Thì cái mát nó sẽ giữ cho cái những cái nét mình mới vừa chạy máy xong đó. Nó lâu hơn. Nó mát cũng làm cho nó mạnh da mình. Rồi sau khi bỏ mát xong mình khi mình bỏ mát lên, thường thường mình để chừng 5 cho tới 10 phút là mình có thể xả xuống. Nhưng mà nếu mà mình vừa bỏ lên thì mình massage nó, thì massage tới khi nào mình thấy nó hơi nhít 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 thì là mình ok. Nó cũng cái thời gian cũng tới là mình có thể rửa bỏ về, bỏ kem dưỡng ban đêm lên. Nếu mà làm ban ngày thì mình dưỡng kem ban ngày. Thì cái lần dòng thứ hai này, cái treo á, là mình phải nên rửa cho thiệt sạch. Rửa cho sạch rồi bắt đầu mình bỏ cái mát này. Mình lao cho thiệt sạch ha. Dùng cái khăn nhỏ cũng được, hay là mua cái loại cái khăn mà nhỏ nhỏ mà nó giống như một một cục giấy gì đó, thảy vô nước cái nó nở ra, mình có thể xài cái loại khăn đó. Thì cái đó mình giống như mình làm anh chị nào mà làm trên tiệm đó, mình xài cái đó nó tiện hơn. Thì mình xài một người khách là mình bỏ một cái khăn. Anh chị em nào mà có tiệm nail á, cái này nó rất là good nha, giúp tăng thêm thu nhập rất là tuyệt vời. Ok, thì bây giờ mình dùng cái mát ha. Cái mát này nó màu xanh. Mát trên. Mắt này của mình cũng sắp hết rồi. Đủ cho tối nay. Yeah, đủ cho tối nay thôi. Thường thường á, mình làm á, thì mình cũng hay chạy luôn cái cổ, nhưng mà tại vì tối nay mình đói rồi mình không có chạy cái cổ. Hay gì mình bỏ lên mình để nó, hay mình massage luôn, mình massage cho nó thẩm thấu mà. Mình massage cho đến khi nào mình thấy nó nhức nhịt, nó giống như là đẩy không đi vậy đó, là mình ngưng được rồi.
Ok, thì bây giờ nó bắt đầu hơi hơi nhích nhích rồi đấy. Mình có thể chờ khoảng chừng 5 phút. Nó 5 phút, 5 phút hoặc 10 phút. Mình bắt đầu có thể ý giữa xuống ha. Thì nếu mà mình làm trên tiệm đó thì anh chị có thể trong thời gian này khách nó đang bị lá về cái máng, mình có thể đi giữa mấy cái đồng nghề của mình đó. Ok, thì sau khi mình đi giữa bỏ cái mát á, thì anh chị có thể dưỡng cái kem dưỡng da đem lên. Nhưng mà mình tối nay mình làm cái này, cái mình gọi là giọt nước thần, mình rất là mê cái này, nó rất là tuyệt vời. Cái này nó giúp cho săn cái da mình săn chắc, nó mọc gì nhỏ nhỏ như thế này, nó giống như là giọt nước kìa đấy, giống như giọt nước nhưng mà nó rất là tuyệt vời ha, nó làm cho cái da mình săn chắc. Mình dưỡng kem dưỡng da ban đêm lên nữa, nhưng mà tối nay tối quá mình làm biếng thì mình chỉ bỏ cái này thôi cũng good rồi, nó cũng giúp nữa. Ok, thì mình chia sẻ nhiêu thôi. Thì anh chị nào có gì thắc mắc thì mình inbox mình ha, và mình sẽ tư vấn thêm. Thì sau khi mình đi giữa mặt thì mình cứ bỏ cái cachou phi lên vậy thôi. Hello chị Cindy Nguyễn. Chị khỏe không? Nãy giờ mình lo làm mình không để ý. Chị có máy phi sầu không? Chị có lấy cho làm. Hôm qua đáng lý do mình tham gia vô cái chương trình làm đẹp, nhưng mà tại vì bận quá giờ mình không có làm. Như tối nay mình không muốn bỏ quên. Bỏ lỡ cơ hội ra bây giờ mình làm cho tối nay mình làm cho mình trước khi mình đi nghỉ. Hello An Vương, khỏe không chị? Ok, thì bây giờ mặt của mình cũng tới lúc đi giữa rồi, thì thôi hẹn lại mấy anh chị vào thứ tư. Thứ tư thì mình đắp mặt nạ ha, tối thứ tư. Ok, giờ mình rửa mặt xong rồi mình dùng cái chu phi lên vậy thôi. Với lại nếu mà mình có kem dưỡng da thì mình cứ bỏ kem dưỡng da lên tiếp, và còn muối tối nay mình chỉ xài cái giọt nước thần thôi, mình rất là mê cái viên này. Alright, rồi thầy chúc mấy anh chị có một buổi tối ngủ ngon. Mấy anh chị ở Việt Nam thì một ngày, bữa nay là thứ bảy thì là sáng chủ nhật rồi ha. Có một ngày chủ nhật vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Còn ở Mỹ thì mấy anh chị good night ha, have a good dream. Ok, rồi bye bye. Anh chị nào có câu hỏi gì thì cứ inbox mình ha, vì mình sẽ tư vấn thêm. Rồi, cái này ha. Bye bye. Hẹn mấy anh chị vào tối thứ tư. Đó, thứ tư mình đắp mặt nạ. Mình đi giữa mặt đây. Bye bye. Come on.